Vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã dẫn đến diện tích cây đậu phộng, cây trồng nổi tiếng của vùng đất Đức Hòa ngày càng bị thu hẹp, nhất là tại xã Tân Mỹ, nơi từng có diện tích trồng đậu lớn nhất của huyện, nay đã giảm hơn 90% diện tích. Ông Nguyễn Văn Hữu, xã Tân Mỹ là một trong những hộ điển hình còn trồng đậu phộng tại đây. Nhờ 40 năm kinh nghiệm nên vụ đậu nào của ông cũng trúng mùa, còn giá cả thì phụ thuộc vào thị trường nên lợi nhuận có lúc cao, thấp khác nhau. Vụ đông xuân này, ông Hữu trồng 1,2 hectare đậu phộng còn khoảng 1 tháng nữa thu hoạch. Ông Hữu cho biết mỗi vụ đậu phộng kéo dài 3 tháng với vốn đầu tư khoảng 50 triệu đồng 1 hectare. Bình quân 1 hectare đậu phộng sẽ cho sản lượng khoảng 3 tấn và với giá 25.000 đồng một ký thì ông Hữu thu lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng. Tôi làm này 40 năm rồi, nghề đậu này không có bỏ. Còn làm vụ đông xuân này làm đậu này trúng hơn, còn làm lúa thì hai vụ mùa mưa. Tôi làm cái này là công cán bây giờ, hồi xưa thì nó dễ kêu, nhỏ lẻ làng, còn giờ công nồi mắt, mọi người không có, đi làm công nhân nữa hết, giờ còn cái già già lớn lớn tuổi thì đi nhổ. Khác với ông Hữu, ông Trần Văn Nha đã chuyển từ đậu phộng sang lúa. Ông chia sẻ, lúa tuy không lãi nhiều như đậu, nhưng không cần phụ thuộc vào nhân công và vốn đầu tư ít. Năm nay thì nước con kênh Phúc Hòa như vậy, thì giờ cũng năm nay chuyển qua cái ngày lúa coi nó có năng chất, coi nó có tính ra những đậu nó có ngang nhau không, coi cái nào có người nhận nào hơn thì mình sang. Nếu nói chung là cũng này công cán hơn mắt, công giờ một ngày công giờ làm giá 400.000 ngày rồi. Thôi giờ mình sang qua cái nghề lúa này coi nó ra là sao. Từng là vùng trồng đậu lớn nhất huyện Đức Hòa với diện tích 200 hectare, nhưng nay xã Tân Mỹ chỉ còn 15 hectare đậu. Nguyên nhân vì khan hiếm nhân công, chi phí đầu tư tăng cao và giá cả đầu ra lại tăng giảm thất thường. Không trồng đậu, người dân chuyển đổi sang trồng lúa, cây ăn quả, nuôi yến, rau màu. Tình hình đậu phộng hiện nay thì so với trước kia là giảm rất nhiều. Nguyên nhân là trước đây là kinh Phúc Hòa nó chưa về, thì người dân ở đây là sản xuất cái vụ đông xuân là đậu. Từ cái ngày tiếng kinh Phúc Hòa về á, thì hiện nay ở gần tiếng kinh thì nước nhiều, thì cho nên từ đó người dân chuyển đổi từ cây đậu phộng qua cây lúa. Hiện toàn huyện Đức Hòa còn khoảng 120 hectare đậu phộng. Để cho đậu phộng tiếp tục được duy trì và phát triển, cần phải có các giải pháp trong việc quy hoạch vùng sản xuất, cải tiến kỹ thuật canh tác để giảm công lao động, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm và nhất là tìm thị trường đầu ra ổn định cho loại nông sản này.